Kính chào quý thầy cô, kính chào quý vị đại biểu cùng các em học sinh yêu quý. Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Thế Bình, chủ biên phần lịch sử của cuốn sách Lịch sử và Địa lý lớp 9, bộ sách Cánh Diều. Sau đây tôi xin phép được thay mặt cho các tác giả xin giới thiệu một số những nét chung nhất về cuốn sách. Với đội ngũ tác giả của chúng tôi gồm có tổng chủ biên là giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Đỗ Thanh Bình, chủ biên là tôi, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thế Bình, cùng đội ngũ tác giả là tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng, tiến sĩ Ninh Xuân Thao, tiến sĩ Trần Xuân Trí. Và chúng tôi đều công tác ở khoa lịch sử của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những nôi sớm nhất và uy tín nhất đào tạo giáo viên trong cả nước. Sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Mục đích biên soạn sách giáo khoa lịch sử và địa lý phần lịch sử và phần chủ đề chung được biên soạn để nhằm mục đích triển khai chương trình môn lịch sử và địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách là tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và phụ huynh học sinh cũng như những ai quan tâm đến bộ môn lịch sử. Phạm vi sử dụng sách, chúng tôi cho rằng không chỉ sử dụng học trên lớp, với các hoạt động thực hành, vận dụng ngoài giờ lên lớp ở tất cả các trường trung học cơ sở trong phạm vi cả nước. Và với tổng số trang là 228 trang in trên khổ giấy 19 x 26,5. Tổng số tiết dạy cho phần lịch sử là 42 tiết và phần chủ đề chung là 5 tiết với số tuần học là 35 tuần. Và như vậy là mỗi tuần sẽ có 1,5 tiết và số tiết dành cho ôn tập và kiểm tra đánh giá là 5 tiết. Thứ hai là về cấu trúc của sách thì phần mở đầu gồm có lời nói đầu, hướng dẫn sử dụng sách. Phần nội dung được cấu trúc thành các chương bài. Và phần lịch sử gồm có 7 chương với 21 bài và phần chủ đề gồm có 2 chủ đề chung, cụ thể như sau. Chương 1, lịch sử thế giới từ năm 1918 đến năm 1945 gồm có 4 bài. Chương 2, phần lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 gồm có 2 bài. Chương 3, lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 1991 gồm 5 bài. Và chương 4, lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991 gồm có 4 bài. Chương 5, lịch sử thế giới từ năm 1991 đến nay gồm 4 bài. Chương 6, Việt Nam từ năm 1991 đến nay gồm 1 bài. Và chương 7, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa, 1 bài. Như vậy quý thầy cô thấy là nội dung các chương thì số bài không giống nhau, mà tùy thuộc vào yêu cầu cần đạt của chương trình, chúng tôi thiết kế các bài với số lượng khác nhau. Đối với tác giả lịch sử thì chúng tôi được trao nhiệm vụ là biên tập 2 chủ đề. Đó là chủ đề 2 với tên gọi là Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long 2 tiết. Và chủ đề 3, bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông 3 tiết. Và cuối cuốn sách là bản giải thích thuật ngữ, tra cứu những địa danh, tên riêng nước ngoài và mục lục để tạo điều kiện cho các em học sinh, giáo viên cũng như là ban chuyên môn có thể theo dõi và sử dụng sách một cách hiệu quả nhất. Cấu trúc của mỗi một bài học trong sách giáo khoa bao gồm một chuỗi các hoạt động học của học sinh. Nhóm hoạt động được xếp theo thứ tự, bảo đảm tiến trình của bài học một cách chặt chẽ, logic và khoa học, gồm có phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. Trong đó, phần mở đầu là những mẩu chuyện lịch sử thú vị, những tình huống, những câu thơ hay, những câu nói nổi tiếng hay là những hình ảnh điển hình có tác dụng tạo tình huống, có vấn đề tạo hứng thú, khơi dậy sự tò mò và mong muốn được khám phá và chiếm lĩnh kiến thức nội dung lịch sử của học sinh. Kiến thức mới là phần nội dung trọng tâm của bài học. Thông qua các hoạt động học tập phong phú với nguồn tư liệu gốc, tranh ảnh, sơ đồ, bảng biểu, lược đồ, băng thời gian, đặc biệt là kết hợp với hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa sẽ giúp học sinh khám phá, hình thành kiến thức mới một cách hiệu quả và sáng tạo nhất. Đặc biệt, trong phần kiến thức mới còn có mục Em có biết, góc khám phá, góc mở rộng để giúp học sinh có thể hiểu một cách cụ thể hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về lịch sử và các em có điều kiện để khám phá những điều mới lạ cũng như mở rộng và nâng cao kiến thức cho các em. Trước hết là về nội dung, là các hoạt động học tập trong tất cả các chương bài và chủ đề của sách giáo khoa lịch sử và địa lý, phần lịch sử và phần chủ đề chung đều được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đó là phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
các năng lực chung như là năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt là thông qua kiến thức của sách giáo khoa lịch sử, chúng tôi muốn hướng tới các năng lực đặc thù của bộ môn, đó là năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học. Ngoài ra, tùy thuộc vào nội dung của từng bài học, chúng tôi mong muốn thông qua kiến thức sách giáo khoa còn góp phần phát triển những phẩm chất, năng lực khác cho học sinh. Thứ hai, về sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 9, phần lịch sử và chủ đề chung được lựa chọn trên cơ sở những nội dung kiến thức cơ bản nhất, cốt lõi nhất của khoa học lịch sử và đảm bảo tính hệ thống của kiến thức và những kỹ năng học sinh cần phải hướng tới. Nội dung của các bài học vừa có độ mở, vừa có tính tích hợp với nhau để tạo điều kiện cho giáo viên có một môi trường có thể nói để thỏa sức, sáng tạo và sử dụng những hình thức, phương pháp dạy học phù hợp. Nội dung các bài học được thể hiện qua các hoạt động như là khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập vận dụng, đáp ứng quá trình nhận thức của học sinh. Đồng thời, thông qua đó sẽ gây hứng thú và khuyến khích các em trong quá trình học tập. Sách của chúng tôi được thiết kế với rất nhiều những câu hỏi khác nhau trong từng bài học. Ví dụ như là câu hỏi khai thác tranh ảnh, câu hỏi sử dụng tư liệu, câu hỏi tổng hợp, câu hỏi mang tính chất thực hành, câu hỏi liên hệ, vận dụng kiến thức và thực tiễn. Các câu hỏi đảm bảo các mức độ nhận thức khác nhau để có tác dụng là khơi gợi, mong muốn tìm hiểu, khám phá, mở rộng kiến thức cũng như là phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh. Thứ ba là sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 9, phần lịch sử và chủ đề chung thể hiện đúng, đầy đủ các nội dung được quy định của môn lịch sử và địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tất cả các mạch nội dung đều đảm bảo tính cơ bản, tính khoa học, tính thiết thực và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Việc cấu trúc thành các chủ đề, các bài như trong sách giáo khoa xuất phát từ những cơ sở sau đây. Cơ sở thứ nhất, đó là các chủ đề, các bài là chỗ dựa để phát triển những năng lực chung cũng như là phẩm chất cơ bản, cốt lõi chủ yếu cho học sinh và năng lực đặc thù của môn lịch sử. Thứ hai, các chủ đề bài học cơ bản được cấu trúc theo đúng logic của chương trình môn lịch sử cấp trung học cơ sở được thể hiện trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ ba, mỗi chủ đề đều có một số bài học hoặc là có thể đối với lại môn lịch sử thì chương 6 và chương 7 chiếm một bài. Điều đó là phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu cần đạt của chương trình 2018. Vấn đề thứ tư chúng tôi muốn giới thiệu với thầy cô đó chính là sách của chúng tôi được thiết kế đảm bảo yêu cầu về tích hợp và phân hóa. Và cái sự tích hợp được thể hiện hai mức độ. Mức độ thứ nhất đó là tích hợp nội môn, là sự gắn kết giữa nội dung lịch sử thế giới với lịch sử khu vực và cụ thể đó là khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam, giữa điều kiện tự nhiên với điều kiện kinh tế, điều kiện chính trị, điều kiện xã hội, giữa kiến thức lịch sử, địa lý, công nghệ, mỹ thuật, vân vân với kiến thức lịch sử. Đặc biệt là với ba chủ đề được biên soạn trong sách giáo khoa lịch sử lớp 9, đó là đô thị, lịch sử và hiện tại, văn minh, châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long, bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, thể hiện một cách cao độ và nhuần nhuyễn cái tính tích hợp của các ngành khoa học, đó là khoa học địa lý và các ngành khoa học liên quan đến khoa học lịch sử. Việc tích hợp như vậy vừa giúp cho học sinh biết vận dụng những kiến thức vào thực tiễn, đồng thời vừa phát triển được năng lực của các em, bao gồm cả năng lực chung và năng lực đặc thù của môn lịch sử. Vấn đề thứ hai đó là sự phân hóa luôn luôn song hành cùng với lại tính tích hợp. Phân hóa được thể hiện các nội dung và các hoạt động học tập đều có tính mở để phù hợp với đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau, khả năng nhận thức khác nhau, điều kiện của từng địa phương khác nhau. Đồng thời sẽ tạo cơ sở để cho giáo viên có thể linh hoạt sử dụng một cách đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện dạy học để sao cho có những giờ học lịch sử tốt nhất. Bộ sách của chúng tôi được biên soạn với bối cảnh học tập lịch sử rất đa dạng, qua đó tạo hứng thú học tập, vừa để tất cả học sinh có thể tham gia vào các hoạt động học tập. Tôi xin phép được lấy ví dụ. Ví như là có những học sinh rất là đam mê hứng thú tìm hiểu một cách sâu sắc kiến thức lịch sử thì có thể khám phá thêm mục em có biết, góc khám phá hay góc mở rộng và đặc biệt là hệ thống câu hỏi ở mức độ từ dễ đến khó dành cho các mức độ học sinh nhận thức khác nhau. Đối với học sinh trung bình có thể những câu hỏi chỉ là phát hiện trong sách giáo khoa, nhưng đối với học sinh khá giỏi thì các em có những câu hỏi ví dụ so sánh, giải thích và đặc biệt những câu hỏi là liên hệ kiến thức với thực tiễn cuộc sống và qua đó có thể phát huy được một cách tối đa nhất năng lực và sở trường của các em. Một trong điều rất là quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh và được tích hợp trong quá trình viết sách giáo khoa lịch sử lớp 9 của bộ sách Cánh Diều chúng tôi, đó là những yêu cầu về đổi mới đánh giá được thể hiện một cách rõ nét
ở trong cuốn sách này. Điều đó được thể hiện một cách cụ thể, đó là thông qua hệ thống câu hỏi với các mức độ khác nhau, với sự đa dạng của nó. Đó là những câu hỏi nhằm đánh giá về phẩm chất, đánh giá về năng lực, và tất nhiên điều này phải dựa vào yêu cầu cần đạt của chương trình 2018. Và đặc biệt là việc kiểm tra đánh giá không chỉ nhằm về kiểm tra đánh giá kiến thức, mà thông qua kiến thức để đánh giá về kỹ năng, đánh giá về thái độ. Và cách kiểm tra cũng rất đa dạng và phong phú với hình thức khác nhau. Ví dụ như hình thức cá nhân, hình thức cặp đôi, hình thức nhóm, và khuyến khích học sinh tự đánh giá và kết hợp đánh giá đồng đẳng. Có nghĩa là các học sinh đánh giá lẫn nhau, các nhóm đánh giá lẫn nhau, và thông qua một kênh nữa không thể thiếu, đó là cách đánh giá của giáo viên. Và với cách đánh giá tổng hợp như vậy thì cái việc là sẽ giúp cho học sinh là tạo ra một cái động cơ cho học sinh để trong quá trình học tập, chứ không phải tạo ra áp lực. Tức là đánh giá vì sự phát triển của học sinh. Và đây cũng là một thông điệp rất mới chúng tôi muốn chuyển tới quý thầy cô và các em học sinh trong cuốn sách giáo khoa của chúng tôi. Về cách trình bày và hình thức của sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 9, phần lịch sử và chủ đề chung, thì có thể nói rằng sách được trình bày theo các chương, bài và chủ đề nên đảm bảo tính hệ thống và tính logic. Qua đó sẽ giúp cho giáo viên chủ động xây dựng được kế hoạch và linh hoạt khi điều khiển và điều chỉnh những nội dung học tập, cũng như là sử dụng thời lượng trong mỗi một hoạt động cho thật cụ thể. Ở đây có một điều rất khác biệt là chúng tôi không áp đặt là tiết này thì dạy đến nội dung nào. Và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng tạo và linh hoạt của giáo viên trên cơ sở đối tượng học sinh cụ thể, để các thầy cô sẽ chọn nội dung cũng như là bố trí thời gian cho hợp lý. Sách được thiết kế theo mô hình hoạt động và nội dung mỗi hoạt động được thể hiện thông qua một chuỗi các hoạt động học tập. Và qua đó thì học sinh được tham gia trực tiếp vào quá trình khám phá, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Về hình thức, sách được thiết kế đẹp, hấp dẫn, hiện đại, tiện ích và dễ dàng sử dụng. Mỗi một trang sách của chúng tôi đều đảm bảo có sự hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Tất cả các mạch nội dung đều có logo riêng. Và các hình ảnh được thiết kế trong sách đảm bảo không chỉ đẹp mắt, sinh động, hấp dẫn mà còn tạo niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng những tư liệu về hình ảnh chúng tôi được chuyển chọn để đưa vào sách giáo khoa không chỉ nhằm minh họa kiến thức, và điều quan trọng nhất đó là một nguồn kiến thức quan trọng để bổ sung cho kênh chữ, nhằm hỗ trợ một cách tích cực cho các hoạt động học tập của học sinh. Một số kiến thức được trình bày dưới dạng sơ đồ, tức là ngắn gọn hơn, khái quát hơn, để giúp học sinh có thể nhanh chóng nắm bắt được những nội dung cơ bản nhất của bài học, và qua đó có thể ghi nhớ kiến thức một cách bền lâu, logic, và có thể vận dụng trong cái quá trình học tập. Hệ thống câu lệnh trong sách giáo khoa có thể nói rằng đảm bảo tính ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, thể hiện một cách rõ nét nhất những yêu cầu cần phải thực hiện đối học sinh, đồng thời vừa tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho giáo viên có thể tổ chức hoạt động dạy học một cách hợp lý. Và từ đó sẽ giúp cho học sinh có thể tự học, rồi hỗ trợ cho phụ huynh học sinh trong quá trình theo dõi, giúp đỡ con em mình trong quá trình học tập bộ môn lịch sử ở trường phổ thông. Sách giáo khoa lịch sử và địa lý, phần lịch sử và chủ đề chung đáp ứng việc triển khai chương trình môn lịch sử và địa lý cấp trung học cơ sở, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng tôi chỉ giới thiệu được một số những thông điệp cơ bản nhất cuốn sách. Chúng tôi rất cảm ơn quý thầy cô, quý vị đại biểu và các em đã lắng nghe. Và chúng tôi rất là hy vọng nếu như được quý vị tin tưởng, đồng hành, chúng tôi mong muốn được gặp lại quý vị trong những lần sau. Chúng tôi sẽ chia sẻ một cách chi tiết và đầy đủ cụ thể hơn. Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.